quý vị và các bạn, hiện nay mất cân bằng giới tính khi sinh đang là vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm bởi nó đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng khó kiểm soát. Đối với tỉnh Lâm Đồng, vấn đề này cũng đang xảy ra ở nhiều địa phương. Riêng với huyện Bảo Lâm, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đã diễn ra trong nhiều năm trước đây. Để kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính, huyện Bảo Lâm đã đề ra nhiều giải pháp, nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Nhân ngày Dân số Thế giới hôm nay 11 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trước đây, huyện Bảo Lâm là địa phương luôn nằm trong top, có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao của toàn tỉnh. Năm 2011 là 113,5 bé trai trên 100 bé gái. Năm 2012 là 114 bé trai trên 100 bé gái. Thậm chí, một số xã có tỷ lệ giới tính khi sinh đạt ngưỡng báo động, như xã Bờ Lá, 157 bé trai trên 100 bé gái. Xã Lộc Thắng là 150 bé trai trên 100 bé gái. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên vẫn là quan niệm trọng nam khinh nữ, thích có cháu đích tôn nối dõi. Ngoài ra, một phần quan trọng nữa, người dân sử dụng dịch vụ giới tính khi sinh hiện đại để can thiệp và chẩn đoán biết giới tính con trước khi sinh. Cái này thì hầu như bệnh nhân đến sanh đây thì phần lớn người ta biết rồi. Phần lớn người ta biết rồi, bởi vì cái siêu âm hiện giờ thì người ta cũng biết rồi. Bây giờ thì trong giấy tờ thì không ai ghi là giới tính nam hay nữ gì cả. Nhưng mà trong khi bệnh nhân đi khám siêu âm thì gần như người ta cũng hỏi rồi, bác sĩ siêu âm cũng nói nhỏ cho rồi. Nói cho là thôi bây giờ con chị là nam hay con chị là nữ rồi. Đến sanh thì con khi mà chưa chuẩn bị xong thì người ta chuẩn bị cái đồ. Nhà cái đồ nam nó khác, đồ nữ nó khác. Cho nên là bây giờ thì người ta khi hỏi vào tài giám biết giới tính để làm gì, họ bảo là thôi để chuẩn bị đồ. Trước tình trạng này, Trung tâm Dân số huyện Bảo Lâm đề ra nhiều giải pháp quan trọng để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó, chú trọng tăng cường xây dựng và nhân rộng đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Vận động người dân tuyên truyền thay đổi tư duy, nhận thức về sinh đẻ ít con, kiểm tra giám sát và xử lý triệt để những cơ sở vi phạm về việc thông tin giới tính và lựa chọn giới tính, v.v. Vì vậy mà trong năm 2016, huyện Bảo Lâm cũng đã hạn chế được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện Bảo Lâm, hàng năm trên địa bàn huyện có khoảng hơn 2.000 trẻ em được sinh ra. Tỷ lệ sinh con thứ ba trong năm 2016 đã giảm còn 11%, chủ yếu ở các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân, Lộc Phú, v.v. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cũng đã giảm rõ rệt. Tỷ lệ giới tính khi sinh giữa bé trai và bé gái là 111 trên 100 trẻ. Đồng thời, duy trì tốt công tác sàng lọc trước khi sinh và sàng lọc sơ sinh. Trong 6 tháng đầu năm, có 286 bà mẹ sàng lọc trước khi sinh, vượt 127% so với chỉ tiêu đề ra. Số trẻ em sinh ra được sàng lọc 251 trẻ, tăng so với cùng kỳ năm 2016, đạt 63%. Theo quan điểm của tôi thì con gái hay con trai thì cũng như nhau cả. Tôi thì sinh hai là đủ, không sinh thêm nữa. Tôi muốn sinh vậy để nuôi dạy cho tốt thôi chứ. Chọn bên em thì nếu mà lo sinh con trai thì cũng phải ấy, nếu mà con gái thì mà nói rõ trong này. Rồi nếu mà mình sinh hai trai thì mình có sinh thêm đứa nữa để mà con gái để mà nuôi dạy trong này. Ấy thì chắc em không sinh nữa, nếu mà lần sau mà đẻ con trai nữa chắc ấy họ sinh hai đứa để nuôi. Là để hạn chế cái tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh thì cũng phải là căn từ vào cuộc của là toàn xã hội và là sự hỗ trợ của là toàn bộ phận người dân cư trong toàn huyện. Và là một trong cái thời gian qua thì là do cái tình hình là kinh phí, còn về cái chương trình của y tế dân số là không có, đến giờ hiện tại là không có, nên cái vấn đề là về là các cái hoạt động về dân số và là trong đó có cái hoạt động là về cái các thực hiện cái đề án mất cân bằng giới tính khi sinh là rất khó khăn. Tôi cũng mong các cái tổ chức và là các cái tổ chức cấp trên hỗ trợ về cái kinh phí và là để chúng tôi là tiện này là các cái triển khai cái đề án mất cân bằng giới tính khi sinh. Một trong những biện pháp ngành y tế triển khai trước đây là cấm siêu âm lựa chọn giới tính, cấm phá thai, chưa thực hiện khả thi.
bởi công tác giám sát các phòng khám còn nhiều hạn chế. Dù cán bộ không được tiết lộ giới tính khi sinh, nhưng thực tế điều này vẫn diễn ra. Vì vậy, thiết nghĩ, ngành y tế cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở y tế, thực hiện các dịch vụ sản khoa nhằm ngăn chặn tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi. Đồng thời có cơ chế khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Có như thế mới giảm thiểu được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.